chào, rất vui với đất được gặp lại các bạn. Bạn có biết đâu là vật liệu khỏe nhất từng được biết đến bởi con người? Ướt như chuột lột hay ướt như chuột lội thì mới đúng? Hay đâu là tựa game nặng nhất từng xuất hiện trong lịch sử? Chào mừng đến với Sự Thật Nổ Não mùa 2 tập 35, Thang Máy Không Gian. Ướt như chuột lột là một câu thành ngữ mà nghĩa của nó rõ ràng là chỉ cái sự ướt của một con chuột lột. À mà khoan, chuột thì có cái gì để mà lột? Chỉ có rắn mới lột xác thôi chứ. Té ra, câu thành ngữ bạn dùng để bôi bác cái sự ướt lũn của một ai đó nên là ướt như chuột lội, tức ướt như một con chuột mới lội ở dưới nước lên vậy. Hoặc là ướt như chuột lột, nhưng với lột ở đây không phải là lột trong lột xác, mà là một cách đọc khác của lụt trong lũ lụt, giống như mùng 1 với mồng 1 vậy. Tiện nói về việc dùng sai từ trong thành ngữ, tục ngữ, câu nói ra ngô ra khoai xem ra cũng cần phải có một sự sửa nhẹ thành ra môn ra khoai. Tại sao lại như vậy? Trước hết, ngô và khoai là hai loại ngũ cốc rất phổ biến đối với người Việt Nam. Không những thế, chúng còn rất khác biệt về mặt ngoại hình. Dân chơi mà thậm chí không cần phải dân chơi nhìn phát cũng biết ngay đâu là ngô, đâu là khoai. Không cần thiết phải làm cho ra ngô, ra khoai để mà làm gì. Thế nhưng môn và khoai thì lại khác. Theo đó, khoai ở đây được hiểu là khoai sọ, còn môn thì là khoai môn. Củ khoai môn và khoai sọ có ngoại hình hao hao nhau, tương đối khó để phân biệt nếu bạn không dành chuyện bếp núc. Trên thực tế, cả hai giống khoai này đều sở hữu tên khoa học là Colocasia esculenta, cùng thuộc chi khoai sọ, họ khoai giấy, và chỉ khác nhau đôi chút về hình thái do được trồng trọt ở những vùng đất khác nhau và với những phương thức khác nhau. Cách cơ bản nhất để phân biệt hai giống khoai này đó là thông qua kích thước, do khoai sọ thì thường nhỏ hơn khoai môn. Tuy giống nhau là vậy, thế nhưng nhiều ý kiến cho rằng việc ăn khoai môn lại dễ gây ngứa mồm hơn so với ăn khoai sọ. Đó có lẽ là lý do mà ta cần phải làm cho ra môn ra khoai khi nấu ăn. Bởi nếu ăn phải khoai môn thì dễ ngứa mồm, mà ngứa mồm thì hay đi cà khịa, mà cà khịa thì thường phải đi nha sĩ. Và đi nha sĩ thì bạn biết rồi đấy, rất chi là tốn tiền. Đấy là những thông tin mà chúng tớ lượm nhặt được trên Internet. Còn bạn, bạn nghĩ gì về những câu thành ngữ, tục ngữ trên? Nhớ để lại ý kiến trong phần comment nhé! Nếu được hỏi đâu là vật liệu khỏe nhất từng được biết đến bởi con người, bạn hẳn sẽ nghĩ đến một kim loại hay một hợp kim nào đó, hoặc có thể là kim cương, dạng thù hình vô cùng cứng, đẹp và đắt đỏ của carbon. Thế nhưng, bạn có biết rằng, ngoài than chì, kim cương và carbon vô định hình, carbon còn một dạng thù hình nữa, sở hữu độ vững chắc thậm chí còn đáng sợ hơn, được gọi là graphene. Một cách nôm na và dễ hiểu thì graphene có bản chất là một tấm carbon hai chiều với các nguyên tử được xếp thành một mạng lục giác. Sở dĩ nói là một tấm carbon hai chiều là bởi graphene chỉ tồn tại và nhấn mạnh là chỉ tồn tại dưới dạng một tấm mỏng, chính xác hơn là một tấm siêu siêu mỏng có độ dày một nguyên tử carbon. Vâng, dày một nguyên tử carbon bằng khoảng 1/1 triệu độ dày của một tờ giấy, và do đó có thể được coi như là chỉ sở hữu chiều dài và chiều rộng chứ gần như không có chiều cao. Để cho bạn dễ hình dung cái sự siêu mỏng cánh của loại vật liệu này thì để chứa một tấm graphene nặng 1 gram, bạn sẽ cần một diện tích lên tới 2630 m², tức là tương đương với một hình vuông cạnh 51,28 m. Điều này cũng có nghĩa là lượng graphene cần để phủ kín bề mặt trái đất khoảng 510,1 triệu km vuông chỉ là khoảng 194.000 tấn, tương đương với khối lượng của khoảng 38.800 con voi bị cỏ cho phi trưởng thành, nặng trung bình mới còn 5 tấn. Quay trở lại với nội dung chính, về cơ bản, các lớp graphene chính là thành phần cơ sở cấu thành nên các khối than chì, graphite, chính là lõi của một chiếc bút chì. Nói vậy có nghĩa là nếu khéo tay và may mắn, bạn rất có thể sẽ tự chế tạo ra được một miếng graphene bé bé xinh xinh chỉ với một cây bút chì và một tờ giấy, hoặc một cục than chì và một cuộn băng dính chẳng hạn. Điểm thú vị nằm ở chỗ, trong khi một cục than chì
được cấu thành từ hàng nghìn tỷ lớp graphene, tương đối mềm. Các lớp graphene với độ dày, độ mỏng chỉ một nguyên tử carbon lại vô cùng vững chắc. Cụ thể hơn, với một tấm thép bất kỳ có cùng độ dày hoặc cùng khối lượng, graphene sở hữu khả năng hấp thụ chấn động tốt hơn gấp 10 lần và sở hữu độ bền kéo hay sức căng lớn hơn gấp 200 lần. Và nếu như bạn đang gặp vấn đề trong việc hình dung thì hãy để BFX lấy một ví dụ trực quan hơn nhé. Sau đó, nếu như bạn có thể bằng cách nào đó bế được một con voi bụi cỏ châu Phi trưởng thành, đặt nó lên đầu một chiếc bút chì, sau đó đặt chiếc bút chì lên một tấm graphene, giả sử có độ dày của một tấm màng bọc thực phẩm khoảng 0,01mm, tấm graphene đó vẫn sẽ không thủng. Thế còn chuyện cái bút chì có gãy hay không, hoặc con voi có bị trượt chân hay không thì hên xui. Về cơ bản, có thể coi graphene là vật liệu mỏng nhất và khỏe nhất từng được biết đến bởi con người. Với những đặc tính tuyệt vời như vậy, siêu vật liệu này được kỳ vọng là sẽ đủ vững chắc để xây dựng những chiếc thang máy không gian Space Elevator trong tương lai. Dành cho bạn nào quan tâm thì thang máy không gian là một hệ thống vận tải giả thuyết chuyên chở con người và hàng hóa từ trái đất ra ngoài không gian. Hệ thống này bao gồm một sợi cáp với một đầu được gắn cố định trên bề mặt trái đất. Đầu còn lại nằm trong không gian, vượt xa quỹ đạo địa tĩnh, cách trái đất khoảng 35.786 km và được cố định bởi một đối trọng. Một trong những trở ngại lớn nhất của loại hình vận tải không gian này, bên cạnh chi phí siêu to khổng lồ, đó là yêu cầu về một loại vật liệu siêu vững chắc để tạo ra một sợi cáp siêu dài có thể chịu được sức nặng của bản thân nó cộng với lực căng siêu kinh khủng khiếp đảm tầm lượng được tạo ra khi sợi cáp cùng cục đối trọng bị quăng đi trong không gian. Và nếu như graphene đủ khỏe, rất có thể trong một tương lai không xa, giới trẻ sẽ có thêm một loại hình du lịch mới mẻ và thú vị. Yên tâm đi, chúng tớ sẽ nói thêm về phương thức vận tải này trong một video về vũ trụ. Cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp máy tính cá nhân, sự ngày càng trâu bò của những bộ xử lý trung tâm và những chiếc cạc màn hình, những trò chơi điện tử cũng theo đó mà nặng dần lên theo thời gian, với nặng ở đây ý chỉ sự yêu cầu cao hơn về phần cứng và sự gia tăng về mặt dung lượng. Theo đó, một tựa game bom tấn, hay chính xác hơn, theo ngôn ngữ của ngành công nghiệp trò chơi điện tử, là một tựa game hạng 3 con A hoa, ngày nay thường có dung lượng từ vài chục cho tới cả trăm gigabyte, gọi tắt là GB. Lấy một vài ví dụ xương xương như Battlefield 1 với 52GB, Cấp Đường Phố 5 với 72GB, hay Call of Duty Modern Warfare 2019 với 175GB. Thế nhưng, tất cả sẽ đều phải quỳ rạp dưới chân Microsoft Flight Simulator 2020, tựa game xếp hạng một đống à hoa về mặt dung lượng. Thật vậy, được phát triển bởi Microsoft Flight Simulator 2020, đúng như tên gọi của nó, là một trò chơi mô phỏng lái máy bay, sẽ được ra mắt vào năm 2020. Siêu trò chơi này có dung lượng ước tính lên đến 2 triệu gigabyte, tức 2.000 terabyte hay 2 petabyte, gấp khoảng 2.000 lần dung lượng của một chiếc máy tính phổ thông, gấp 11.428 lần dung lượng của Call of Duty Modern Warfare 2019, gấp 27.777 lần Grand Theft Auto 5, gấp 38.461 lần Battlefield 1, đồng thời chiếm khoảng 1/125 dung lượng bộ nhớ trong của siêu máy tính cổ điển mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, Summit. Quay trở lại với Flight Simulator 2020, cái sự nặng vô tiền khoáng hậu của tựa siêu game này đến từ việc Microsoft đã cố gắng bế cả thế giới thật vào trong game. Cụ thể hơn, ông lớn này đã sử dụng 2 triệu gigabyte dữ liệu hình ảnh được cập nhật liên tục từ Bing Maps, ứng dụng bản đồ được phát triển bởi Microsoft, tương tự như Google Maps của Google hay Apple Maps của Apple, kết hợp với những thuật toán bại não và trí thông minh nhân tạo để tái hiện toàn bộ bề mặt của trái đất, hơn 400 thành phố trên thế giới, từng tòa cao ốc, từng ngôi nhà, rất có thể là bao gồm cả ngôi nhà của bạn, hơn 40.000 sân bay và hàng nghìn tỷ cái cây với độ chính xác đến từng centimet. Ít nhất thì là người ta nói thế, còn bạn có tin hay không thì... Đéo tin. Hãy yên tâm là bạn sẽ không cần phải sắm hàng nghìn chiếc ổ cứng hay một siêu máy tính cỡ Summit
để có thể chơi được tựa game nặng nhất mọi thời đại này. Bởi toàn bộ kho dữ liệu đồ sộ của trò chơi sẽ được lưu trữ trên mây. Và tất cả những gì bạn cần làm chỉ là tung chiếc PC hoặc Xbox của mình lên đúng cái đám mây chứa dữ liệu của Flight Simulator 2020 mà thôi. Tiện nói về dung lượng, bạn có biết phiên bản Super Mario Bros. Năm 1985 chỉ có dung lượng vỏn vẹn 31 KB, tức là nhẹ hơn rất nhiều so với một bức ảnh chụp từ một chiếc iPhone khoảng từ 3 đến 5 MB, tương đương với từ 3.000 đến 5.000 KB. Tuy nhiên, nếu như bạn cảm thấy không quá ấn tượng, vì dù sao thì tựa game này cũng đã quá cổ, đồ họa thì toàn hình vuông, xin được giới thiệu .kkrieger, mang nghĩa chiến binh trong tiếng Đức, một trò chơi bắn súng góc nhìn người thứ nhất. Mạnh dạn khen là có đồ họa cũng không đến nỗi tù tại thời điểm nó được phát triển khoảng giữa năm 2002, cùng thời với Call of Duty đời đầu hay Grand Theft Auto Vice City. Và bạn thử đoán xem dung lượng của tựa game này là bao nhiêu. Gợi ý là dung lượng cài đặt của Call of Duty 2003 là 1.4 GB và của phiên bản cấp đường phố dữ dội nhất tuổi thơ là 1.5 GB. Câu trả lời nếu như bạn vẫn còn đang ú ớ chỉ là 9.15 KB. Vâng, chỉ 9.15 KB mà thôi. Các bạn vừa xem xong video Sự thật nổ não mùa 2 tập 35 Thang máy không gian được thực hiện bởi VFX. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn đã nổ não chưa? Nếu thích video này, nhớ like và share nhiệt tình. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để thường xuyên được nổ não. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.